Tình trạng buôn lậu gian lận thương mại vẫn còn phổ biến, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm. Năm 2023, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra kiểm tra gần 72.000 vụ, tăng 1,4% so với cùng kỳ 2022, phát hiện xử lý hơn 52.300 vụ vi phạm. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử đã phát hiện xử lý gần 930 vụ, xử phạt trên 15 tỷ đồng. Bộ Công Thương nhận định thời gian qua, dù số vụ việc buôn lậu gian lận thương mại bị bắt giữ tăng cao, song vẫn chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên thực tế. Chưa kể việc kiểm tra tại một số địa bàn còn chưa sâu sát, công tác kiểm tra chủ yếu ở việc niêm yết giá chưa đi sâu vào kiểm soát tại cơ sở. Đáng chú ý, việc đấu tranh trên môi trường thương mại điện tử cần phải có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin để giúp phát hiện vụ việc, xử lý triệt để, góp phần kéo giảm vi phạm.